chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh sống khỏe mỗi ngày quý vị và các bạn thân mến có thể nói trong cuộc sống hiện đại như ngày nay sự tiện lợi trong tiêu dùng sinh hoạt luôn được đánh giá cao một trong những vật dụng không thể thiếu đó chính là đồ nhựa dùng một lần điển hình cho thứ đồ nhựa này chính là túi ni lông khó có lời nào có thể diễn tả được hết sự tiện lợi của giá thành siêu rẻ như túi ni lông với giá thành rẻ lại có thể đựng được nhiều món đồ to nhỏ khác nhau nên lượng mua để tiêu thụ cũng rất lớn đặc biệt một trong những thói quen cực xấu mà dường như bà nội trợ nào cũng mắc phải chính là sử dụng túi ni lông đựng thực phẩm còn tươi sống ngay khi mua ngoài chợ về hoặc thu hoạch rau củ quả ngay tại nhà nhưng không chế biến ngay mà đóng túi ni lông để vào tủ lạnh dùng dần suy nghĩ sai lầm về cách dùng tủ lạnh phó thác mọi chuyện cho tủ lạnh như hiện nay khiến nhiều người tiêu dùng rước bệnh vào người đựng thực phẩm vào túi ni lông sau đó cho vào tủ lạnh thói quen giết dần cả gia đình mà có quá nhiều người đang mắc phải hãy tránh ngay kẻo tới lúc hối hận thì quá muộn trong chuyên mục hôm nay sống khỏe mỗi ngày sẽ chỉ ra cho các bạn những tác hại khi để thực phẩm vào túi ni lông cho vào tủ lạnh hãy cùng đồng hành với chúng tôi ngay hôm nay để tìm ra đáp án cho những câu hỏi trên chúng ta sẽ cùng theo dõi qua video ngay sau đây Năm người phải nhập viện do ăn thịt dự trữ bởi túi ni lông để trong tủ lạnh quá lâu. Đầu tháng 4 năm nay, bà Dương Hàng Châu, người Trung Quốc, có gặp một người ông nông dân lên thành phố bán thịt lợn. Nhìn thấy thịt mới có vẻ tươi ngon lại được quảng cáo là thịt sạch, nên bà Dương mua liền 10 cân về nhà. Sau khi chế biến ăn thử, bà Dương thấy thịt thực sự ngon hơn thịt bà vẫn mua ở siêu thị. Nên bà quyết định cất giữ số lượng thịt lớn và chia thành những túi ni lông cho vào trong ngăn đá, để dành gia đình xung họp mới bỏ ra chiều đãi Mãi đến 6 tháng sau, vào ngày Quốc Khánh ngày mùng 1 tháng 10, sau khi nấu nướng xong, cả gia đình ngồi quây quần ăn uống vui vẻ. Tuy nhiên đến buổi chiều cùng ngày, vợ chồng bà Dương bắt đầu có dấu hiệu tiêu chảy, sau đó đến vợ chồng con trai bà và người cháu trai cũng bị tiêu chảy nôn mửa. Sau cùng cả gia đình 5 người đều phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ nói rằng nguyên nhân dẫn đến cả gia đình bà Dương bị tiêu chảy nôn mửa là do ăn thịt để trong ngăn đá quá lâu. Hơn nữa, ni lông có chứa rất nhiều chất gây hại, chứa kim loại như chì, cadimi, những chất gây tác hại cho não bộ là nguyên nhân chính gây ra ung thư. Tương tự trường hợp cũng bị nhiều người nhắc tới đấy chính là vụ việc của một người phụ nữ ở Trung Quốc đã bị ung thư trực tràng vào năm 2017. Bác sĩ nghi ngờ nguyên nhân gây nên đó là do thói quen ăn đồ đựng trong túi ni lông lâu ngày của bệnh nhân. Được biết bệnh nhân cùng chồng làm việc tại một nhà máy nhựa sản xuất túi ni lông ở Quảng Đông để tiết kiệm tiền và thuận lợi cho chi phí của gia đình anh chị cũng đã sử dụng túi ni lông của công ty và chứa đựng những thức ăn dư thừa của công ty, sau đó cho vào tủ lạnh dự trữ để ăn bữa sáng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm Đại học Bách khoa Hà Nội, ở Việt Nam, túi ni lông thông thường được làm từ các loại nhựa tái chế, vì thế nó không đảm bảo an toàn vệ sinh khi chứa đựng thực phẩm tươi sống gây ra nhiều nguy cơ nhiễm chì và cadmium. Sử dụng túi ni lông để gói bọc thực phẩm nói chung sẽ dẫn đến khả năng thối nhiễm chất độc vào thực phẩm, gây hại sức khỏe khi chúng ta hấp thụ vào cơ thể. Rất nhiều nghiên cứu đã khẳng định rằng túi ni lông đe dọa đến mạng sống của con người. Nghiên cứu của Đại học Pennsylvania ở Mỹ có cho thấy rằng khi đựng thực phẩm trong túi ni lông hay túi nhựa nói chung đều có thể gây ra những nguy hiểm về sức khỏe khi xét về thành phần hóa học tạo nên BPA và DIHB. DPA có liên quan đến bệnh béo phì và khiến vòng eo lớn hơn ở nhóm đối tượng trẻ em và thanh thiếu niên. Theo chương trình quốc tế nghiên cứu về độc học và cơ quan quốc tế nghiên cứu về ung thư cho thấy, BPA còn tác động đến não và làm chậm phát triển, gây viêm gan và rối loạn nội tiết vô sinh. Đây cũng là một loại hóa chất có khả năng gây ung thư cực cao. Theo Viện Nông nghiệp và Chính sách Thương mại ở Mỹ, các loại túi nhựa được làm từ polyethylene mật độ cao hoặc Polyeteylen mật độ thấp và thường được mã hóa nhãn số 2 hoặc 4, khi thực phẩm được lưu trữ trong các túi nhựa có các hóa chất này có thể ngấm vào thức ăn và sau đó được hấp thụ vào cơ thể, kể cả với các dạng màng bọc thực phẩm. Theo thời gian các hóa chất trong túi ni lông sẽ làm thay đổi mô, tổn thương di truyền, lỗi nhiễm sắc thể, xảy thai dị tập bẩm sinh, dậy thì sớm và những thay đổi nội tiết tố. Ở trẻ em, hóa chất chứa trong túi ni lông có thể gây hại đến hệ thống miễn dịch và kích thích làm gián đoạn các vấn đề về hành vi và nhận thức. Mọi người đừng nghĩ rằng bảo quản bằng túi ni lông và cho vào đông lạnh là tuyệt đối an toàn. Mặc dù nó có thể ngăn chặn sự xâm nhập của các vi khuẩn, ngăn ngừa sự biến chất, nhưng nó không thể hoàn toàn ngăn chặn được quá trình oxy hóa chất béo và protein khi để quá lâu. Như thực phẩm thịt, thì sau khi thịt bị oxy hóa, dần dần màu sắc biến thịt sẽ thành màu hồng sẫm, Chất béo của thịt mỡ bắt đầu chuyển sang màu vàng và hương vị có bị biến đổi. Nếu ăn loại thịt như vậy, chất béo bị oxy hóa ở trong thịt sẽ thúc đẩy nhanh sự lão hóa của cơ thể. Đặc biệt, thịt sau khi để đông lạnh, các vi khuẩn và các ký sinh trùng nguyên bản vẫn ở bên trong miếng thịt sẽ dần dần sản sinh độc tố và xâm nhập vào miếng thịt. Khi thịt bị đông lạnh, vi khuẩn ký sinh trùng sẽ biến đổi và hoạt động mạnh, dẫn đến sự hư hỏng của thịt cũng biến đổi vô cùng nhanh. Nếu ăn loại thịt này tức là bạn đang nạp lượng độc tố vào cơ thể tương đối nhiều, làm giảm sức đề kháng và làm gia tăng tỷ lệ bị ung thư. Bảo quản thực phẩm đúng cách là điều rất quan trọng, nhằm giúp chúng an toàn khi chế biến và sử dụng. Nếu bạn ăn thực phẩm được bảo quản không đúng cách, dù là trước hay sau khi nấu, đều có khả năng gây bệnh. Túi nhựa nói chung đều có chứa những hóa chất nguy hiểm. Những nghiên cứu của các nhà khoa học từ xưa đến nay luôn là một hồi chuông cảnh tĩnh về việc hạn chế dùng túi ni lông ít nhất có thể. Song dường như những điều này vẫn chưa đủ để khiến người tiêu dùng tỉnh ngộ, nhất là thói quen đựng thực phẩm trong túi ni lông rồi ném vào tủ lạnh dùng dần. Như ai cũng đã làm theo cách này, liệu việc bỏ thực phẩm đựng túi ni lông rồi cho vào tủ lạnh sẽ làm giảm hay tăng cao nguy cơ mắc những chứng bệnh đáng sợ trên? Để hiểu rõ hơn về những mối nguy hiểm này, chúng ta hãy cùng theo dõi chi tiết qua video ngay sau đây. Đựng thực phẩm trong túi ni lông ấn vào tủ lạnh làm tăng khả năng mắc bệnh từ túi ni lông. 1 chất BPA trong túi ni lông làm chậm phát triển não bộ. Nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania Mỹ cho thấy rằng loại chất này có liên quan đến béo phì và khiến vòng eo lớn hơn đối với đối tượng trẻ em và thanh thiếu niên. Và theo những chương trình quốc tế nghiên cứu độc học và cơ quan quốc tế nghiên cứu về ung thư cho thấy BPA còn tác động đến não và làm chậm quá trình phát triển, gây viêm gan và rối loạn nội tiết vô sinh. Đây là một loại chất có khả năng gây ung thư cực cao. Hai, hóa chất có trong túi ni lông làm lỗi nhiễm sắc thể theo viện nông nghiệp và chính sách thương mại mỹ các loại túi ni lông được làm từ potilene mật độ cao khi thực phẩm được lưu trữ trong các túi nhựa có hóa chất này dễ ngấm vào thức ăn và sau đó hấp thụ vào cơ thể kể cả là các dạng màng bọc thực phẩm theo thời gian các hóa chất trong túi ni lông được thay đổi mô tổn thương di chuyển lỗi nhiễm sắc thể sảy thai và dị tật bẩm sinh ở trẻ em hóa chất chứa trong túi ni lông có thể gây hại đến hệ thống miễn dịch và kích thích làm gián đoạn các vấn đề về hành vi nhận thức có hại cho phổi và ung thư nếu đốt cháy như chất lượng Việt Nam đã đưa ra trước đó. Trong một số loại túi ni lông có lẫn lưu huỳnh và dầu hỏa nguyên chất. 3. Nguy cơ thối nhiễm da thực phẩm Sử dụng túi ni lông gói bọc thực phẩm nói chung dẫn đến khả năng thối nhiễm vào thực phẩm gây hại sức khỏe và chúng ta hấp thụ vào cơ thể. Cách tốt nhất là chúng ta không nên bảo quản thực phẩm bằng túi ni lông xong đấy cho vào tủ lạnh một thời gian dài. Vì khi ấy chất nhựa có khả năng tan ra cao hơn, đặc biệt đối với những sản phẩm chứa nước, muối mặn, axit và chất béo, theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh cho hay. Vị chuyên gia này cho biết thêm, loại màng bọc thực phẩm được sản xuất bằng nhựa PE vốn được đánh giá là có chất lượng đảm bảo, cũng không nên lạm dụng vì vẫn có nguy cơ thối nhiễm ra thực phẩm. Chúng ta dùng hết sau khi đựng thực phẩm vào tủ lạnh 1 đến 2 lần, Việc lôi ra rồi lại bọc lại túi ni lông bỏ vào dùng nhiều lần sau đó sẽ khiến cho nhiều vi khuẩn sản sinh nhanh hơn. Lúc này không chỉ là khả năng thối nhiễm mà chính thực phẩm cũng bị vi khuẩn xâm hại. 4. Màng bọc PE vô cùng độc hại cho sức khỏe tổng thể Màng bọc PE dạng mềm trong suốt từng được ca ngợi là an toàn cho thực phẩm thì đến bây giờ liệu có tuyệt đối an toàn hay không? Câu trả lời vẫn là không. Ngay cả những loại đồ gốm xanh sứ, chúng ta nghĩ là nó an toàn thì thực ra chúng có rất nhiều kim loại nặng như trì, cadimi, đồng rồi cả thủy ngân. Đựng lâu ngày sẽ bị thôi nhiễm ra khiến cho cơ thể ăn phải và bị nhiễm kim loại. Nếu không nhiều thì chúng cũng có thể được cơ thể đào thải, nếu nặng thì phải đi thải độc kim loại. Nói như vậy để chúng ta biết rằng, túi ni lông đồ nhựa nói chung hay bất cứ một điều gì khiến cho cuộc sống tiện nghi hơn thì nó cũng có những mặt trái của nó và người tiêu dùng cần phải biết cách sử dụng một cách thông minh. Theo ông Thịnh, túi ni lông mua ở ngoài chợ, đặc biệt là những loại có màu xanh, màu đỏ. Thực chất là những loại túi này không được dùng để đựng thực phẩm cũng như đặt vào tủ lạnh. Đây là một dạng túi làm từ nhựa tái chế có chất độc, khả năng thối nhiễm chất độc rất cao, khiến chúng ngấm vào thực phẩm là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu thực phẩm ở dạng chín ướt có muối mỡ đựng trong nhiều loại túi này rồi cho vào tủ lạnh thì nguy cơ càng cao hơn. Chất nhựa làm loại túi này là chất nhựa tái sinh và có nhiều chất độc hại bao gồm nhựa tái chế và chất không rõ nguồn gốc, xuất xứ trộn thêm vào để tái chế. Thay vì sử dụng túi ni lông thì bạn có thể chọn lựa màng bọc thực phẩm uy tín cho thực phẩm của bạn. Vậy chúng ta cần chọn và sử dụng màng bọc thực phẩm như thế nào? Đa dạng về chủng loại, trên thị trường ngày nay có rất nhiều màng bọc khác nhau với các chất liệu được ghi là nhựa PVC hay là PE hoặc là màng nhôm. Xuất xứ được sản xuất cũng rất đa dạng Việt Nam, Thái Lan hay là Trung Quốc màng nhựa PVC được làm từ polymer và có tên là Povivinin Chloride. Khi sử dụng chất liệu này để làm bao bì thực phẩm, nhà sản xuất thường phải sử dụng thêm phụ da để tăng thêm tính mềm dẻo của màng. Một số chất tạo dẻo được công nhận là an toàn và cho phép sử dụng. Tuy nhiên cũng có một số chất tạo dẻo như DEHP thì lại có nguy cơ gây độc tố cho người tiêu dùng rất cao. Màng nhựa PE là một màng nhựa được làm từ polymer và có tên là polyethylene. Đây là một loại nhựa được sử dụng rộng rãi để tạo nên các túi thường được gọi là bọc ni lông. Màng PE mềm dẻo và trong suốt. Đối với màng này, ít khi nhà sử dụng sử dụng thêm các chất tạo dẻo phụ da. Vì vậy nó tương đối an toàn khi dùng để làm bao bì thực phẩm. Màng nhôm. Màng nhôm được làm từ hợp kim nhôm, tương tự như các son nồi dùng để nấu thức ăn và hạn chế sử dụng màng bọc thực phẩm bao gói thức ăn khi còn quá nóng. Sử dụng và bảo quản. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe thì nên chọn mua màng bọc thực phẩm ở các thương hiệu có uy tín, có đăng ký chất lượng và đã qua kiểm tra chất lượng. Nhằm phòng ngừa trường hợp màng bảo quản có sử dụng phụ da độc hại nên hạn chế bao gói thức ăn khi còn quá nóng vì chất phụ da thường rất dẻo hóa bao bì có thể được phóng thích và đi vào thức ăn. Màng bọc thực phẩm PVC chỉ thích hợp với những loại thực phẩm chưa qua chế biến và cần rửa sạch sẽ lại thực phẩm khi đã chế biến món ăn màng PE phù hợp dùng để bảo quản thức ăn đã qua sơ chế. Màng nhôm thường được dùng bọc bên ngoài thực phẩm như cá, thịt nướng, giúp giữ hơi nước ở bên trong thực phẩm, giúp thức ăn không bị bay hơi hay mất bùi và không bị cháy. Không được sử dụng màng nhôm trong lò vi sóng và chất nhôm sẽ bị chạch hướng sóng điện tử có thể gây hại cho lò. Không dự trữ thực phẩm giàu axit vì sau một vài ngày được bọc ở trong giấy bạc lượng axit trong món ăn sẽ phản ứng với chất nhôm và ăn món chúng. Một lượng nhôm nhỏ có thể thẩm tấu vào thức ăn và làm cho món ăn có vị kim loại. Đối với những thức ăn có axit, dùng màng bọc thực phẩm bằng nhựa là cách bảo quản tốt nhất. Vâng thưa quý vị, phải nói rằng chúng ta không thể phủ nhận những lợi ích và sự tiện lợi của túi ni lông đã mang lại. Nhưng sau những thông tin chúng tôi đã chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng các bạn nên hạn chế và không lạm dụng quá nhiều để có một sức khỏe tốt. Chỉ cần quý vị lưu ý không mắc phải những sai lầm mà Sống Khỏe Mỗi Ngày đã chia sẻ ở trên và áp dụng một số giải pháp Sống Khỏe Mỗi Ngày đã cung cấp cho các bạn thì bạn cứ an tâm cho những thực phẩm trong tủ lạnh. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Hãy bấm thích và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong số tiếp theo của Sống Khỏe Mỗi Ngày.